thưa bà con. Hôm nay Adol sẽ giới thiệu với bà con cái dòng lưới dù chuyên đánh và thả tôm biển. Về cơ bản, bà con ngư dân hay là những bà con đã chuyên về đánh tôm thì thường thường làm bằng lưới cước. Lưới cước thì nó thả tôm nó sẽ bén hơn và cái độ nhạy của nó sẽ cao hơn. Thế nhưng ngày hôm nay Adol sẽ giới thiệu là dòng lưới dù. Cái chiều cao ở đây là 4m, dài 100m và kích thước mắt lưới là 4 phân rưỡi. Đồng nghĩa với là mình đút hai con tay vào nó sẽ hơi lỏng. Đây như bà con xem nhé, sẽ đút vào hai con tay nó sẽ lỏng. Thì bắt tôm cỡ như là hơn hai ngón tay đổ lên cho bà con. Adol lại quay trở lại. Nếu như bà con thả bằng lưới cước thì nó rất là bén. Thế nhưng mà nó có cái nhược điểm là tôm khi thả được tôm đấy. Thế nhưng mà cua nó phá lưới rất là nhanh hư. Vì thế mà cái lưới cước nó sẽ có cái những cái hạn chế là như vậy. Còn thả với lưới dù này thì tuy cái độ bén nó gần không bằng cước, thế nhưng mà cái độ bền, độ dai và chịu đựng được cua cắn, cua phá rất là cao. Và ngược lại là cái dòng lưới dù này ấy, nó có một cái đặc điểm là cái sợi dù này nó rất là bé, sợi chỉ tương ứng với sợi số 2. Sợi lưới của nó là rất tơ và rất là mềm. Vì vậy mà đánh tôm cũng sẽ đảm bảo cho bà con là bén và lại dai và lại hợp lý cho bà con là chống được cua cắn, cua kẹp, cua phá nữa. Cơ bản những dòng lưới dù như này làm theo yêu cầu cho bà con thì không những làm cao chiều cao và chiều dài đâu mà còn làm theo cái kích thước mắt lưới nữa. Như tấm lưới dù này là Adol làm cho bà con là không có phao cũng không có chì, về bà con tự xử lý phần phao phần chì, tại vì thường thường là những dòng này là đánh chìm dưới sát đáy biển. Vì vậy về bà con thường thường là kẹp chì rất là nặng và phao cũng không cần nhiều. Bà con cần đặt những sản phẩm như thế này thì liên hệ ngay với Adol để Adol sẽ làm cho bà con theo đúng yêu cầu và như một trong những cái tấm lưới tôm hiệu quả nhất hiện nay.